Ok luôn anh em, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới, gọi là mới, ở mới ra mắt đó. Đây là con game này, Dungeon Dapper gì đó, để đây dịch tiếng Anh chuẩn chuẩn Drafters. đó, Dungeon Dapper. Thì game mới ra mắt vào ngày hôm qua thôi, mà không hiểu sao đánh giá nó lại là khá là tọt, đánh giá lại là rớt vào mid seat này nè. Thì chắc hiện tại là phải chơi thử rồi đọc đánh giá sau, chứ thực ra con số 69% này vẫn rất là cao đó, nó chỉ thọt chút xíu thôi, tí nữa nó lên là 70 bảy mấy phần trăm là lại xanh nè, thì ít ra cũng chưa bị đỏ. Đỏ thì anh em nhìn tấm gương con này nữa, à đây luôn, giới thiệu động tác together luôn. Đây đỏ là anh em phải nhìn con game này mới biết nó đỏ cỡ nào nè. Nè cái hình nền màu đỏ, thêm cái đánh giá cũng màu đỏ luôn. Thì hiện tại con Tower Jedi này nó mới ra mắt thì nó tối ưu rất là tệ hại luôn, thậm chí mà những con máy high end bây giờ cấu hình cao vượt trội vẫn không thể chơi được nó trọn vẹn. Thì máy tôi vô thì chỉ có khoảng 30 FPS thôi nên tôi không có chơi nữa, tạm thời vứt nó đi, chờ mà dev mà phát hành cái bản fix ngày 1 ngày 2 đó rồi tính. Thì con game này của Dev từ Gatebound nên tôi tin tưởng họ nhiều đứa rất nhiều, như con Apex cũng của Gatebound. Lỗi thì đương nhiên vẫn có lỗi, nhưng mà Gatebound thì thường tối ưu rất là tốt, điển hình như con Titanfall với mà Apex Legends có thể chiến mượt mà ở độ phân giải mà 144 FPS luôn. Đây dây đây dây đai, đọc là dây đi cũng được, dây đai cũng được, nó thì anh em thích phát âm theo kiểu nào. Thì mới vô nhìn cái mình màu đỏ lèm này, em cái đánh giá cũng đỏ lèm mà luôn. Đây là 32 GB âm 5600, 12.900K. Thì máy tôi hơn máy thanh niên này cũng tí xíu thôi. Không, không có hơn. Thanh niên này là 2000 luôn rồi. Tôi tính đầu 56 này là cái 56 gì? Phải là 56 bút ghi âm. Chỉ dàn máy thanh niên này chắc cũng hơn trăm củ ít đó. Đây CPU thì giá thêm lót Tower of CPU Survivor 3080 thì không đủ để chạy game này nữa. Thực sự thì tất cả các đánh giá đều xoay quanh cái việc là tối ưu, anh em nào muốn chơi mà trọn vẹn thì có thể chơi trên PlayStation 5, chứ thực ra PC bây giờ xem như phế rồi. Thì lắm nhảm về con game mới ra mà chưa được chơi này thấy khá là buồn này. Rồi để đây đi, con này giá game khá là cao nha, anh em nào muốn tiết kiệm thì có thể mua cái key mà được tặng kèm mấy cái card AMD á. Những anh em nào mua VGA AMD thì họ sẽ cho một cái key, cái gì đó những người nào không có chơi game họ không xài đó, họ sẽ bán rẻ lại, anh em có thể tìm và mua. Thì tạm thời xong dây đai này đi, chắc có thể là một tuần nữa nó mới fit được. Chúng ta qua con game Don't Starve Together này, này gọi là đừng chết đói cùng nhau á. Thì con game này ra cũng khá lâu rồi, cũng 7-8 năm rồi, 2016 tới giờ, nhưng mà nó là một game hay, rất hay luôn, có thể chơi co-op cùng bạn bè là tốt nhất, chơi một mình vẫn được nhưng mà nó rất là chua thôi. Thì hiện tại con game này tôi quảng cáo nó là gì, nó đang giảm giá tới 90% rồi, còn có khoảng 17.000 à. 17.000 là một bản cho anh em mua game với một bản tặng kèm cho một người bạn nữa. Đây nó ghi là thêm một bản copy dành cho người bạn bè nữa nè. Thì anh em mua game thì nó sẽ ra thêm bản trong cái kho đồ, thì anh em có thể gift cái game đó cho bạn bè của mình. Một game indie rất là đáng chơi nha, đánh giá lên tới 95% là rất là khủng khiếp nè. Clay này thì anh em chắc cũng biết nhà phát hành này, họ cũng phát hành một con là rất là nổi tiếng nữa, OCN nói tên luôn. Và con này đây, một con game rất là chua chát và khó chơi luôn. Đây cũng có một con game thẻ bài nữa mà. OCN này chắc cũng không cần giới thiệu, nó cũng không thua thứ game như con nãy cả. Một con game mà tôi chơi khoảng 6-70 giờ rồi, nhưng mà vẫn chỉ là nhập môn của game thôi. Ủa? Hình như nó xét đổi giá hay gì mà có 25 đồng nữa, chắc là xét đổi giá rồi đó. Thì con ghép tàn này thì đép ra phát hành coi như là ngưng nó luôn rồi,
Còn này tôi mới có lướt sơ thông tin chứ chưa có chơi. Đây là một con game dạng thẻ bài thôi. Chắc rồi cũng whitelist nó, chờ khi nào nó giảm mua. Thì con game này ít khi giảm giá sâu lắm. Giá mức giá thấp nhất của nó vẫn là 100 ngàn. Cũng được. Game này chắc tôi sẽ để đó và chờ nó thôi. Còn hôm nay chúng ta sẽ chơi game này. Linh Gun Raptor. Thì con game này cũng mới ra mắt trên Steam vào ngày hôm qua. Thì đếm một ngày trước nữa. Mới chỉ ra mắt vài giờ trước thôi. Nhưng mà đánh giá là miss rồi. Cá đáng buồn. Thì tôi cũng vô thử rồi coi tại sao lại là miss. Cố gắng chơi dưới 3 giờ để còn kịp phanh kịp con game này. Game thế bài mà đánh giá thấp vậy thì khá là đáng buồn. Nhưng một con game rất là hứa hẹn. Tiếng game gì có hơi lớn không? Tôi nghĩ là để 30-35 là vừa. À cái này nó chỉ đổi phông cho mình dễ nhìn thôi. Độ phân giải thì tôi không chỉnh được luôn. FPS chắc tôi để xuống về 60 thôi. Thì cái này là tốc độ game thì chắc tăng lên tí cho nó nhanh. Fast Combat, mấy cái này thì tí nữa để coi chỉnh nó có thay đổi không. À, rồi xếp đi, chúng ta vô bắt đầu game thôi. Thì đây là một thế giới được tạo nên từ bốn góc, gọi là tứ diện đi. Thì có bốn nguyên tố là khởi nguồn cho cái vùng đất chính này, ở bốn cái này nè. Thì những người dân thì cầu nguyện dựa theo bốn cái nguyên tố này, cuộc sống sẽ trở nên thịnh vượng. Sau đó là có một nhà du hành, lữ hành đến thế giới này và bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nó. Còn Gator thì ngược lại muốn phá hủy mọi thứ. Wander thì xây dựng thế giới và bảo vệ nó. Còn Ogaslayer này thì muốn con người, nhưng người dân thì học hỏi và cải thiện nó thêm. Giống như một bên bảo thủ với một bên mà tiên tiến vậy. Thì các tín đồ của bốn cái nguyên tố này gồm 12 vị thánh thì nó trao quyền cho bốn nhà sáng tạo cái loại cạc á. Nói chung là cái cạc của mình sẽ được xây dựng dựa trên sức mạnh của bốn nguyên tố này. Thì cho đến khi cái nguyên tố thứ năm xuất hiện thì thế giới là trở nên là bị tận diệt. Giờ muốn cho nó trở nên là đen tối và tận diệt hơn đó. Thì đương nhiên là cốt truyện game bình thường là như vậy. Thì bốn nguyên tố này nó bao gồm 12 vị thánh này tiên chiến với nhau bảo vệ thế giới, nhưng họ không thể đánh bại được nó. Họ chỉ có thể phong ấn nó và hy sinh, là hy sinh luôn. Tất cả bốn cái đó hy sinh chung với cái nguyên tố thứ năm. Nguyên tố thứ năm thì chưa biết là cái gì. Thế giới vẫn vận hành như cũ, bốn nguyên tố thì được coi là được thờ phụng hơn đó. Thì sau này chúng ta sẽ sử dụng cái ma kích cạc này là phụ thuộc trên bốn nguyên tố đó, cho đến khi có 10 người đàn ông là đi qua cái vùng đất bị quên lãng của cái thế giới tứ diện này, anh ấy tìm thấy một tòa tháp là có rất nhiều bí mật được khám phá. Nhưng đó người đàn ông thì đã phá bỏ cái phong ấn Changer người lạ nào, thì cũng phong ấn đó thì đã mở ra rồi, thì chắc là cái nguyên tố thứ năm nó sổng ra lại thôi. Này là cái phong ấn bị phá vỡ nè, nguyên tố thì tất cả các ma thuật thì đã trở lại, kể cả cái ma thuật là chết chóc luôn. Thì bắt đầu người dân thì muốn tìm, tất cả mọi người thì muốn sống sót thì muốn đưa lại thế giới như cũ, tức là muốn phong ấn cái đó lần lần nữa. Thì một cuộc thập tử chinh nè, bốn nguyên tố được kêu gọi nè, những tín đồ cũ thì bắt đầu lên đường đi, mà cái hòn lên cái mà hòn đảo này nè, Island of Doom rồi. Yêu Doom. Tất cả các nhà lữ hành thì tập trung bắt đầu đi lên hòn đảo này. Thì cội nguồn của nó thì nằm trong một cái tòa tháp. Thì phải đấy, chắc là vô tòa tháp đó là đánh bại cả mọi thứ rồi đưa thế giới về như cũ thôi. Đó, họ gọi một cuộc viễn chinh đến tòa tháp nè. Muốn đưa tòa tháp đó trở về một nhà ngục.
niềm phòng lại hạnh tàn tích quá khứ. Thì cốt truyện thì chung quy thì nó nãy giờ anh gì nó nói dài dòng nhưng mà có thể tóm tắt ngắn gọn lên như sau. Đầu tiên là thế giới được tạo nên từ bốn nguyên tố, người dân tin tưởng nó. Bốn nguyên tố thì cũng là không ác ý gì cho lắm, cho đến khi là cái nguyên tố thứ năm xuất hiện á, thì bốn nguyên tố nó mới hợp lực bằng 12 vị thánh đánh bại cái nguyên tố kia, nhưng mà không thể hạ gục nó hoàn toàn mà chỉ có thể phong ấn nó thôi. Thì bốn nguyên tố nó cũng hy sinh theo luôn, thế giới thì mất đi ma thực. Thì sau này có một cái mà thanh niên nào đó, người trẻ tuổi nào đó đi lạc như cái vùng đất bí ẩn của thế giới tư diện này, thì sau đó mà thanh niên đó phá vỡ phong ấn thì đưa lại thế giới như cũ, người chúng ta bắt đầu cái hành trình để niêm phong cái mà nguyên tố thứ năm lại thôi. Thì hiện tại bốn cái nguyên tố đó dựa theo cái màu sắc đó, thì tôi đoán là hỏa nè, thổ nè, mộc và thủy. Xanh dương là thủy, xanh lá là mộc, còn hỏa là màu đỏ, màu nâu nó có thể là thổ hoặc là kim thôi. Vậy ở đây là chúng ta có sáu nhân vật có thể chọn, thì ưu tiên nữ giới trước. Tôi sẽ chọn nhân vật bên trái này hoặc bên phải này: Shinobi, Mai, Gaoler là Huyền Dương, Móc, Thầy Tu. Thầy Tu này là con cú không? Tôi nhìn như cú vậy. Tiếng game này có vẻ hơi lớn, để tí nữa giảm lại. Này là con mèo. Chắc là dọn nhân vật Shinobi này thôi. Yes. Khoan khoan khoan, nãy người chưa coi dòng giới thiệu. Thì bắt đầu trên một con thuyền đi đến cái hòn đảo Dum, eo Dum, yêu Dum gì đó. Nhìn trời mưa mát mẻ à, sóng thần rồi. Để tăng FPS đi. Rồi. Đi cho dạt lên hòn đảo này chứ đâu. Kìa nằm bẹp dí một chỗ kìa. Song kiếm tay ương, cái cuốn sách mà vẫn còn. Thì đồ quả con này thì pixel nó rất là nặng nha, có cái đảo thiên không luôn rồi. Rồi không, cái tòa tháp ngục trời á, tòa nhà lên mắt 107. Thì đây nhân vật chúng ta tạo hình thì cũng khá là loli nha. Thì sử dụng bốn nút W A D để di chuyển xung quanh map, giữ cái hướng đó để mà combat vào mục tiêu, chấp nhận mục tiêu di chuyển nhanh hơn những hướng đó. Có thể là cái hành động nó hiện trong và ngoài combat luôn. Thì giữ cái hướng đó thì nó sẽ tấn công ra cái đoàn tấn công cận chiến thôi. Đây. Nhìn em nó nhảy tưng 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 kìa. Chém, chém, chém. Không hái được quả trên cây. Thì ở đây là chúng ta có một cái khu rừng rậm nè, thành tích cổ nè. Này chắc bản đồ á, hòn đá này không được, vậy chắc chỉ có hướng đi lên thôi. Tới đây thì trong cái lượt chơi của người chơi á, di chuyển nó là tấn công cận chiến, cách một kẹt này để kết thúc rồi di chuyển trong ngoài combat thôi. Kẹt tích sử dụng button and tool, kết thúc hành động. Đích chọn nút quy để end tool hoặc là cái hành ba đó cũng chả biết đâu luôn. Thì mỗi cái mà hành động đều có thể tốn là lượng AP nhất định. Đây có chúng ta có ba AP này, 321 mà. Thì AP về phi không thì nó hết. Sao kẹt như nữa. Hả? Khoan khoan, mấy thằng này nó đi chậm quá. Để đưa vô cái setting này, icon gì nè, chắc phải sau á, sau cái loại mà icon dính lá bài cho dễ nhìn.
hướng dẫn gì mới vô đánh luôn rồi. Mấy con mai này, lai này thì nó chỉ có một máu thôi, tấn công một tiêu hai lần. Ghi cát làm sao? Ghi cát này là nó nằm trong cái chỗ mà tấn công hai lần hay là nó có thể cát lại lần nữa? À, cái phòng chữ này có nhìn quá, chắc tôi đổi là cái phòng chữ kia. Tức là có thể dùng lại lần nữa mà không tốn AB. Cái tốn AB nó đâu ta? Tôi không thấy cái chỉ số AB của quân bài nó nằm đâu hết. Chắc một mỗi lá là một AB luôn à. Thì game một đam là cái này là bỏ một lá bài trong thư viện và rút thêm một lá nữa. Này chèn thêm một đam cho cái cận chiến. Mình không có đánh tay bình thường hết ta. Thì có đánh tài luôn à, đâu cần chơi bài đâu. Mười ngon. Mình chỉ có là ba cái mà điểm match sành thôi. Cao lắm. Ghi cát là ghi cát, là khi mình cát xong có thể cát thêm lần nữa. Rồi hiểu rồi đó. Sao còn có cát rồi nó mất luôn á, nó không rút thêm bài hay là gì đó. Thì mình có thể nhấn nút F để coi con này nó di chuyển cái thứ lần của mấy con này, thì nó chỉ di chuyển được hai đô thôi. Rồi bấm vô đâu là Anton đó, con này đi lên mình dám lắm. Sao nó đi chậm dí vậy đó? Tôi nhớ tôi chỉnh nhanh rồi mà nó vẫn đi chậm một con à. Thì nó đi hai ô thì nó chỉ tới cạnh mình thôi chứ chưa đánh được đâu, có thể giết được hai trên luôn. Vì chúng ta mới cái gút mấy lá bài mới luôn rồi. Đây không có đánh sang phải được thì đi lên thôi, nó đi qua hai ô mình đánh nó vừa luôn. Cái gốc cây không được, cái này là gì, hồi máu hả? Nhưng ta có mất máu luôn rồi. Này vô được không, có đường ẩn gì không? Monster quái vật thì nó sẽ có hiệu ứng. Hiệu ứng thì boost với debuff nó kéo dài nhiều zone. Thì hiệu ứng, hai cái hiệu ứng cùng nhau thì nó có thể khắc chế nhau. Mình không coi được cái phạm vi của con này đâu. Mình tạm thời em tuấn đây đi, đợi con lại này nó lên mình giết nó luôn.
nên đánh ảo màu ấy ta. Đánh đừng để đánh tới không? Nó không đánh đồ này, đồ này. Nó đánh lên trên. Nó đánh trúng mình rồi. Mình bị cái gì vậy? À đây, một cái hiệu ứng lửa. À khoan, cái này phải lửa không? Thì mình đang hiện tại nó bị phá chân rồi nè, không thể di chuyển nè. Nhưng mà bây giờ làm sao bỏ ra này ta? Để bỏ cái hiệu ứng này của nó. Nó có hình cái rễ cây nè. Good. Khoan, này là gì? Không, đánh không tới. Chả hiểu lắm. Đây, hồi máu, trong khi mình không mất máu thì bản đồ nó chỉ có một đường đi lên thôi. Đây là hành động của quái vật nè. Thì nhiều con thì nó di chuyển phức tạp lắm. Thì tự nhiên nãy coi rồi mà. Rồi ok. À con này nó tấn công hình chữ thập. Vậy là mình không có đường né rồi. À đây còn một ô mà. Ông đứng ôm đây thì có thể có lợi hơn. Con này nó sẽ mất hai thun nó xuống tới mình. Con này máu 2x2 nó lần sau đó. Bắn một mũi tên về phía trước và nhảy hai ô về phía sau. Khoan, còn hết tuần đây đây, tuần sau thì tính tiếp. Không bắn không tới nữa hay gì á. Rồi ok. Ủa nó đánh tới mình luôn kìa. À con này nó tấn công theo đường thẳng, mình đứng vô phạm vi nó rồi thì nó có thể đi qua đây rồi đánh mình. Mình chắc đi ngô nữa đi. Đây, ok. Vậy là khi nó đi thì nó sẽ không đánh. Mình có thể đi tới 2 ô và giết nó được không ta? Nó chỉ còn có một máu thôi.
Rồi, giết nó vẫn còn sống vậy? Tại sao ta? Vậy là XA này là nó có hai mạng rồi. Kệ không sao. Không cần ghi cát đâu. Bỏ cái phi tiêu này rút thưởng lá bài rồi. Tôi vẫn chưa hiểu cái cơ chế khắc chế kêu nó như không. Cái này phải nhảy qua đầu một đối tượng mới được. Ở đây đây. Từ từ mình cũng đi tới rồi. Coi tôi sợ nữa, nó có hai máu rồi. Cái khiêu dễ ghê vậy, cách thử cái mà cái khiêu có khiêu đó thì nó nhanh gọn từ đầu rồi. Cái gì đây, hiện tại tôi cũng chả hiểu game này nó làm sao hết. Lên tiếp lấy được một quyển sách, lên đây chắc chỉ có gom đồ thôi. Tự nhiên bất tỉnh giữa hang lên đây gom được nóng đồ luôn. Đây thì có cái gì mình nhận được hết, có cần phải chọn gì không? Mình nghĩ đó là chỉ là đơn giản là cái khiêu nhảy thôi. Thì một loại vài cái thì có thể counter được đó. Nó nổ chúng con này một đâm nữa. Rồi xong rồi. Oh. Rồi ghi cát bên đây là xong. Với sao ghi cát liên tục đó. Một máu, chúng ta lại có 10 máu như cũ. Cái gì đây? Vô chùm mày. Vậy là bài cũ nó vẫn giữ nên chứ rút thêm một bài mới. Ủa sao mình không nhảy ngược vậy? Làm dính đồ với con kia luôn rồi. Làm dính đồ con cây luôn rồi. Chả hiểu. Khiêu này không tới. Khiêu này cũng không tới luôn. Không có khiêu này di chuyển được hết. Thì chúng ta chết cứng ở đây ăn thêm đam nữa. Mình chỉ có là bài lửa này thôi. Cái này là gì nữa đây?
Nè cái chiều sấm sét luôn. Bây giờ không đi được, cứ dính cái này dính diễn gì luôn đó. Bó tay. Mỗi tôi nó đánh lần gì coi như mình bị chói chân một lần là bị chói chân vĩnh viễn luôn. Không còn cách nào khác đâu. Game gì chơi kỳ vậy? Không di chuyển được luôn rồi. Tôi đã hiểu con game tại sao game này nó bị mất xịt rồi. Bây giờ farm cho bớt bài để mà một hồi còn cái cút. Đam cũng không tới luôn, di chuyển cũng không được luôn. Cứ đứng đây là nó đánh năm tôi nữa mình tự chết. Không hiểu sao thiết kế bộ khiêu con game này được gì. Rồi chết đường cây rồi. Đó mấy cái gút đó giờ di chuyển được đó. Mình đi qua hai ô ba ô nó tồn. Còn cái nó nổ nữa hả ta? Giờ tôi chả hiểu con game này nó thiết kế như sao, gọi là cái độ khó nó ra sao. Gan một sẽ tiêu là cái gì cháu biết luôn. Bình tàng hình thì nó có thể đánh mình không? Không, nó bỏ qua luôn. Con này hai máu hai lần, có cái lá này chơi được. Thử lá này. Tuần sau có khi nó bị bỏng nó chết. Giết nó cái đã. Nó băng bể thùng này. Người gắt cho con bò. Nó tay le qua điểm này.
đánh luôn thùng đây. Như là mình không qua được cái điểm này. Bọn này đi tới mình rồi mình đánh nó luôn vừa. Nó nổ không ta? Quên con này nó nổ. Mình đầy đầu buộc phải đánh nó rồi. Không còn đường rồi đó. Không thể nhảy được. Cút lá rồi. Đánh luôn đi. Này đằng sau bắn một cái quả cầu lửa và theo phọt cái vị trí đó. Đi đam là được máu tối đa nữa, tức là hai này thắng hàng á, hay là mình đánh nó rồi mình dăng cái đó, hay là bắn ra cái Shuriken này chúng nó thì dội vào bắn. Tôi cũng chả hiểu sao luôn. Mới vô quan cho mình đóng theo bài kêu tự hiểu. Mấy này bơm không à? Rồi, tiếp tục con kia lại thì làm lại trò đó một lần nữa. Là cái niềm vong này. Mình lướt qua cái đó mà vẫn bị dính hả? Rút thêm nó bài nào. Nó không thấy mình đâu. Ở đây có cái gì nữa đây? Nó đi ra tới đây đi. Mình qua cái phi tiêu nó mình lùi hai con. Phải cách một ô mới quăng được hết ta. Mới gần hồi có một máu à. Bây giờ làm gì? Được. Rồi
nó nở mấy quả trứng này á. Làm sao vậy? Chết luôn kìa. Mà chơi lại lần nữa thôi. Chứ tôi thấy con game này nó không có hướng dẫn cái gì hết. Cứ như mới vô là quất cho mình bộ bài rồi còn lại tự hiểu hết. Rồi ok. Giờ nói chuyện với cụ. Thì trong cái đợt di chuyển thì lúc trước mấy người trên tàu thì đã trở về hết rồi. Thì giúp mình là phiêu lưu đường tí thì mới trở về sau nè. Rồi đi mua đồ thôi. Trời nói nhiều quá đi. Còn nói nhảm không à, trong khi hướng dẫn thì không hướng dẫn. Bộ bài mới vô nó quất cho mình một đống lá này à. Thì mỗi lá nó mô tả sao á, thì có hai dấu sao ở đây với số này nữa. Thì khi có mà chín cái lá bài này thì nó sẽ kích hoạt cái gì đó. Phải chín lá luôn á. Bot là cái gì? Thì mình đang đâu ta? Nó chỉ dục ra cái này thôi chứ chả biết nó là cái gì luôn. Không biết mình đang ở đâu. Chỉ có con đường đi ở dưới này vậy. Đường đi bên trái nè. Trời ơi, ra đây cái nó hướng dẫn. Rồi nhấn nút rồi nó thấy xem mấy cái hướng dẫn đó. Trời ơi, nó có hai tấm hình à. Hai ba tấm hình động mà nó viết ở dưới đây một đống hướng dẫn. Bây giờ là mình đang đâu mình không biết nữa nè. Chỗ này không đi qua được. Cái hàng đi ra thôi. Đi hết cái thành mới vô trong được. Nói chuyện được không? Nó nhảm thôi. Chỗ này như là chỗ viên ngọc trên bản đồ không đó. Con thỏ là cái gì? Có quyển sách đang bay kìa. Gọi nó là đồ bút thì đương nhiên nó là đồ bút bay. Này mình không có tiền. Bookshop này là cái gì cũng chả biết luôn. Này bán hết rồi. Vô đây hả? Thôi giờ muốn đi đấm quái rồi đó. Có cái đường đi bên hông nè.
Giờ mình đi đâu mình làm gì vậy? Không có nhiệm vụ nào hết. Tôi cũng không biết coi cái bản đồ này là như sao để đón mình đứng chỗ nào. Đây có đường đi lên, nó có thể là bốn trong sáu cầu thang. Đây mình đây nè. Bây giờ đi đến dưới là có hai cái chỗ đồ đó. Phải không đó? Cái đổi đổi này phải mình không đó? Ờ, chỗ này chắc là hai cầu thang trên dưới nè. Ở đây có hai ly bia bên trái có hơi gàng, coi đúng không? Chả phải rồi. Thế giờ mình làm gì, đi đâu giờ, phải làm thế nào bây giờ? Rồi đứng đây dòm tiếp đi. Cái này chả có cái quái gì hết. Bây giờ là coi bộ bài. Bộ bài bây giờ nó chưa biết coi sao luôn. Số 3 là cái gì ta? Cổ bấm vô đây là cái gì? Này không bấm được. Này sao? Này hết bấm được rồi nè, nãy bấm nó thấy nó nhảy qua đây là cái gì nè? Trời ơi, như vậy mà nó không hướng dẫn một tí nữa. Này là gì? Bấm này. Mình chết rồi. Lost shape là gì đây? Từ từ để mò đã. Tại sao nó thiết kế mà một cách khôn dữ gì nào? Rồi cái lúc này lúc lên lúc cộng lúc trừ. Tức là mỗi cạc có thể đem theo 4 lá thôi. Bây giờ là đưa cái lá bài bên phải vô hay gì đó. Đưa được tối đa 50 lá. Thì những cái lá màu xanh này nó thiên hướng về di chuyển hay là cái gì đó. Màu đỏ thì phân kích theo hệ lửa. Thì hiện tại mình chỉ có hai cái loại bài này thôi. Thì cái này là máu nè, cái này là cái điểm AP, điểm hành động, action phone của mình đó. Còn cái này là cái lượng bài trên tay. Vì cái này phải đi đánh là lượm theo bài. Bây giờ là cái bộ bài của mình. Mà bây giờ mình chả biết đi đâu nữa. Con game này là hướng dẫn là cực kỳ best hướng dẫn luôn. Giờ không thể điện đây tiếp. Xuống nữa hả? Có cái cửa nào đi vô được luôn. Thư viện thôi. À đây cái hòm có báo đây. Là đây. Rồi mình đang ở chỗ này nè.
chỉ cái này nãy đi ra lần sau. Phải nó không? Nó đúng rồi đó. Giờ đi ra cầu thang chỗ này, đi lên thì gặp nhỏ màu đỏ đó, đúng rồi đó. Đi qua đây có viên ngọc, ở dưới đây có con thỏ, không biết có tác dụng gì không. Đỉnh cao luôn, thấy cái map mà không biết nhân vật mình đang đâu. Đi đây đi lên, mình đang chỗ này nè. Người bán cái gì không? Chỉ cần đi xuống cái cầu thang tại cái quảng trường đó, còn đắp bếp gì đó. Rồi đéo biết ai tên đó luôn. Gấp bít là chắc nó chơi chữ gấp bít rồi, cũng thỏ đó đó, thấy không, phải đái con game thiệt. Ôi vãi lờ, cái trắng là cái gì không biết. Từng không là an toàn, cái thư viện băng này từng không an toàn, từng màu nguy hiểm gửi con anh tí, từng hai nguy hiểm, từng ba là chết chóc. Thì bây giờ mình đi đâu làm gì, rồi đi bỏ tay con game thiệt, chơi đánh đố nhau là chính chứ nó nãy giờ chưa vô được gameplay nữa. Cái này là cái hang nãy mình đi phải không, hay là nó bản đồ mới này? Rồi đi thôi. Cây này không biết làm gì luôn. Cái này là con quái bay nè, nó có máu nè. Rút thêm lá nữa. Vậy quái bay bay đâu rồi? Vậy tại sao nhét quái đi vô ta? À đánh bại con hai quái bay này nó sẽ mở cái cửa, hồi nãy nó ghi là phá cái cửa bằng ma thuật á, nhưng mà không biết cái đó đi cần cái gì. Nếu đánh bại hai con đó trong một tuần trước khi nó bay đi thì có thể xuống được cái hầm kho báu bên này không. Tự nghĩ gì thôi chứ tôi không biết, đoán thôi, với con game này nó không có hướng dẫn gì hết. Hình như được lá bài mới nè, này lần sau thuê lần sau lóc mà nhóc. Giờ có cách nào mình coi bài được không? Bên đây là cái gì? Game này tôi cố gắng chơi 3 giờ để có gì mà còn ghi phân. Tại vì giá game rất là cao luôn. Nó quăng cho mình một đống thẻ nữa mà nó không hướng dẫn gì nữa mà. Có cái lồng chim ở đây không? Còn có cái sách đây nè. Này là dẫn dắt về cốt truyện thôi. Cả hai phe đều là nói dối hết. Nguyên tố thứ năm có thể là cơ hội. Thôi, tôi không quan tâm cốt truyện đâu. Nét đi, nói nhiều quá rồi.
sẽ tắt cái bộ bài đi vậy. Tại sao ấn cái này xuống? Với vãi thiệt. Đây phải không? Không phải. Đây cũng không phải luôn. Bây giờ sao ẩn được cái này xuống ta? Nó che mất tư mình luôn rồi. Không biết nhân vật mình đang đứng ở đâu luôn sao mà đi được. Không lẽ bỏ về luôn. Ấn vào thì nó hiện cái nút chớp chớp này nè. Mở ra thì ấn vào nó cũng gì luôn. Nó lại chớp tiếp. Bỏ tay game luôn. Chơi gì xong chơi. Rồi đây rồi đây. Con quái thì nó đánh chậm cực kỳ chậm luôn. Tới tôi mình lại hiện lên cái đó. Mặc dù tôi đã để nó khá nhanh nữa. Nếu như bị dính một cái thì sẽ xác định là dính tới chết luôn. Tại không cách nào gỡ được cái ghế tới gỡ vậy. Con game này nó làm lỗi quá lỗi. Quên đánh con này nó phân hành năng nhỏ. Thì đồng đội nó đánh tự chết luôn rồi. Đánh mình một máu rồi. Cái này chả biết tắt xuống nhau. Tôi thử hết mấy cái nút trên bàn phím rồi. Đi nhanh giùm cái đi. Cứ mỗi tool mỗi hiện cái hình này lên nhức đầu dữ thiệt á. Đó, tool nhanh hết cỡ luôn cho nó khỏe rồi. Bên đây như có đồ vô không đó. Tự nhiên cái đó nó hiện lên xong bây giờ không có tắt được. Bên này có cuốn sách, còn bên này thì có cái gì đó. Mình cũng chả hiểu luôn, không có hướng dẫn gì cả. Rồi hồi máu. Cái này là sao? Đi đến ba cái thùng này nó làm cái gì đó. Ui rồi nè. Con này nhấn trên xuống. Ủa nó ẩn vô kìa. À nãy là như nó bị kẹt con chuột ở đây á. Quên coi cái con cây rồi.
Ủa sao đứng yên vậy ta? Tự nhiên con này đứng yên luôn. Biến thành cây chứ thật cái cây. Con này không thấy nó đánh cái kiểu đâu nữa. Con này không thấy nó đánh nữa ta. Nó hết kiểu luôn hả vậy? Đánh nào. Giờ đi qua phải là được nghỉ ngơi vậy? Đi qua trái đánh nhau, đi lên trên cũng đánh nhau luôn. Con này phải con tàu bỏ vô Summon B nè. Rồi xong rồi biến hình đi nè. Đánh chúng này là nổ chúng mình luôn. Bắn cái thì di chuyển cái. Ủa, không tốn điểm luôn hả? Giờ mình kiếm cái chiều nữa. Cái chiều gì bá đạo chứ vậy? Đánh một mục tiêu theo cái hướng rất xa rồi. Tay le một ô. Không tốt điểm action phone. Cái lá bài đó nha, là ba cái chiêu đều lỗi hết luôn. Cài cái lá này cho nó xài với nhau nữa. Nếu như mình đi lên đây thì hai con nó sẽ đi qua lên luôn. Hai con nó dồn lên gần nhau đi, đánh con này nó đi luôn rồi. Cát này lần nữa. Ghi cát là ghi cát liên tục luôn đó. Xuống. Đó, giờ mình giết nó. Mình giết nó còn đến nó nổ chúng mình không được. Không đánh nó trước rồi giết nó sau. Giết đánh nó trước rồi giết nó sau. Rồi nó nổ lan ra.
Ủa sao con trên không dính đâm? Phí một máu à. Tôi chả biết đánh mấy cái thùng này để làm gì. Hình như nó rớt ra mấy cái mà dạng như là cái gáp nè, cái sáp nè. Rồi đi trái thôi. Có con cây này nó bắn trúng mình gái là coi như mình đứng luôn á, đứng vĩnh viễn luôn. Bây giờ chạy không được, buộc phải đánh thôi. Mất hai máu à. Hết phone luôn rồi, tính sai rồi. Mất thêm hai máu nữa. Mình xài khiêu thì nó có mà trúng cây nè không ta. Trúng nó cũng tính luôn rồi. Hồi nãy rồi là ta test thử cái độ ngu thôi. Đi tiếp hả? Bốn vải. Cái gì? Một bò mẫu 7 nghe đây đây. Ê vãi, bấm lộn rồi. Rồi xong rồi, đặt hai con bấm chí quá. Tôi lại thêm một con bò nữa. Cái này mình thấy rồi, mình đâm nó thì mình có dính đâm không đó. Thử rồi. Không, không dính. Xuyên qua luôn.
Rồi, nó ép hai góc mình luôn rồi. Chém luôn đi. Quá giờ nó thả bò rồi. Gì nó cắt vô đây đó. Nó lại thả bỏ tiếp. Mình kêu le le xuống, mình đâm nó luôn á. Còn đây quá. Còn dưới, còn trên quá. Này nó nổ ra dính mình ta. Vẫn dính luôn. Rồi đợi nó cắt phép cái đi. Bây giờ ra bài đẹp mới đánh được nó thôi. Còn thôi là câu đến hết giờ luôn. Chứ hoặc là hy sinh máu. Chết tía không? Hy sinh luôn, mất công tốn thời gian quá. Chứ nó nổ bụm bụm hoài, không có lá bài nào để cách được hai ô là coi như chết đó. Bây giờ tôi cũng chả hiểu game này vô lắm. Lần sau trong bốn tôi đánh được bốn cái này để mở được cái cửa, cửa này nè. Nhảy lên được cái mục tiêu đó rồi sao nó hiện tại là mình không có con nào mà cao hơn đâu. Thử nhảy đây đã, là nhảy xuyên qua địa hình tí. Nếu nhảy ô này có thể nhảy qua đây được vô nghĩa, tại con bơm này nó nổ xa lắm. Chết rồi, bài mình không rút thêm được bài mới rồi. Đứng trước mặt địch mà địch còn không biết nữa.
Nãy xài lá này mới đúng à, xài lộn với lá G. Hết chỗ nhảy luôn à. Hết chỗ nhảy luôn rồi. Bây giờ ăn bom là cái chắc rồi. Bị hạng này đánh ra nó chết luôn rồi đó. Cái bộ bài mình nó có cơ động mà nó không có ra cơ động rồi là coi như mình chết nó luôn. Nó chỉ có phạm vi một ô không mà sao mà đánh được mấy con này. Ủa sao nó nghỉ cúp bài luôn đó. Đấy nó kẹt nó bao qua đây luôn mày. Thôi rồi ghê quá mới đổi. Không nhảy được sao? Nhảy được rồi. Vậy là nguyên cái thư viện này là mình có thể xài những lá đó thôi, xài rồi nó mất luôn. Nó không có hồi lại nữa. Mình lấy vô bia mộ bên đây cái gì nè. Bây giờ mình chỉ còn 3 lá à. Vậy đâu phải biết cách tiết kiệm rồi, ba lá này thì đâu có lá nào đỡ được con này, nên thua là cái chắc rồi đó. Nguyên sinh đi. Giờ mới hiểu mà tôi bắt đầu chán game này. Quay lại lần nữa nè. Rồi đứng nói đi bộ qua bên kia để đi vô được cái đuôi nữa nha. Gọi là guider nhưng mà nó có mỗi cái bản đồ thôi, mà cái bản đồ không phải chỗ mình đang đứng nữa, mình đi qua bên trái mình quẹo xuống mới ra chỗ này nè. Anh niên nào thiết kế con game này chắc không biết làm minimap nên mới dục lại cái bản đồ lên. Còn cái quét lót này thì chưa có lót gì luôn. Còn cái này là những cái cư dân trong thị trấn của mình. Thì mấy cái này phải đi qua mới đọc được. Lại còn trên này nữa nè. Thì những lá bài mình thu nhập và là bị nè. Khá đặc biệt. Nhưng mà cái bộ bài chỉ xài một lần, những cái lá này chỉ xài một lần là mất luôn. Mình tối đa 50 lá, hiện tại mới có 40 rồi. Nếu 9 lá sẽ ra hiệu ứng mới. Vì con này đâu phải cài cuốc khá là nhiều á. Thấy luôn nhiều bộ bài nữa nè. Không, cái này là cái nguyên tố này là làm sao á. Là chắc là lọc theo mấy cái nguyên tố thôi. Thiết kế cái đường đúng ô màu mà. Này cái gì nữa đây? Hỏi muốn câu cá không? Trời ơi, giúp mở mini game vô. Mày chọn ô thả mồi hả? Có cái gì ở thời gian với anh nữa coi. Đấy, mình thả xuống cái nó bay lên. Bắt khử sao biển nè. Rồi chế bom. Lại là chế bom, lừa đảo thiệt. Khi mình bấm thả cầu nó sẽ đổi hướng. Cá lớn cá bé đều như nhau nè, điểm tính là một điểm.
cái gì đó, ăn kim cương á. Sao màu vàng là gì, màu xanh là gì? Con game này nó bắt hàng đống thứ vô mặt mình xong rồi nó không hướng dẫn, không nói gì luôn. Vậy là có tiền đó hả? Câu nữa được không? Trả lời sau một thời gian nữa đi. Rồi mày đấy gì? Trời, nó cho 24 lá bài. Thôi con game này nó cứ vứt lá bài vô mặt mình là do mình thử sai thôi. Giờ nó mới hướng dẫn 10 bài nè, lựu đạn đó. Lựu đạn nhà nó, giờ nó mới hướng dẫn mình 10 bài. Tại sao lại bị phá? Tại sao lại bị phá nhờ, tại sao mình mở phá được, làm cách nào để mở phá được? Thì bộ bài mình mới có 42 lá mà, nhưng sao cái mát chết của mình còn có 4 vậy? À, mỗi lá là 4 cái mát chết, đây là 5. Chưa hình hề được cái thánh gì vật nữa. Thôi tạm thời con game này ở đây thôi. Xếp nhé. Xếp xong refund. Game thì không được như mong đợi cho lắm. Nó quá nhiều thứ khó hiểu và phức tạp. Đây. Đó là con game này đây. Để tôi coi đánh giá tại sao nó lại miss shit. Này giá quá cao nè. Thì như nãy đó, là có bốn cái mà nguyên tố chính là bốn lá bài. Chọn mấy cái nhân vật thì nó chỉ cho cái bộ bài khởi điểm khác nhau thôi, nên tức là mình chọn nhân vật nào mà nó có cái nội tại giống nhau thì cái bộ bài nó vẫn giống nhau, mình có thể chỉnh được bộ bài đó, nó không hề khác đó. Nếu như chết rồi phải đi một đoạn đường dài, rất là dài ra để đi tiếp. Hồi nãy mà tôi không có để ý cái hình gương báo trên cái minimap là tôi chả biết đi đâu luôn. Nào, con game này thì cốt truyện nó hội thoại cũng khá là vui nhộn, nhưng mà nó lẩm nhẩm rất là nhiều thứ, không biết nó là đánh vô cái hướng RPG hay cái gì nữa. Hiện này thanh niên này chửi cái vụ mà cần cho thôi. Nếu bạn chết trong một cuộc đi mà dài 3 đến 40 phút thì bạn sẽ mất tất cả luôn. Nói chung là giả tràng sẽ cắn. Thì bộ bài rất là tồi tệ khi bạn chết nữa. Nói chung chết là không có nâng cấp được cái gì. Tỷ lệ rủi ro 45 phút. 122 phát được mở. Game này có bộ nặng tính cày cuốc rất là nặng luôn. Thì cái bùi bộ bài cũng rất là tệ hại nữa mà. Đó, tức là đi một cái đun mà phải từ đầu đến cuối và chiến thắng luôn.
khi mắc một lỗi cơ bản hay sơ sẩy chết cái là mất trắng tất cả. Bạn có 1 giờ rảnh rỗi trước khi bắt đầu công việc, bạn vào game chạy một cái đuôi 50 phút nó chưa hoàn thành, không có cách nào lưu lại tiếng chơi gần giữa chừng hết. Câu y rất là khó hiểu mà. Đó, tôi nãy giờ mò mò chả hiểu cái gì. Người này chỉ đúng được 6 người ủng hộ. Rồi để tôi vô cái kia tôi review con game này cái nào. Thì hiện tại anh em mua game trên Steam nó có hai chính sách review, hai cái yêu cầu cần giờ đủ luôn. Cái thứ nhất là phải chơi dưới 3 giờ. Còn cái thứ hai á là chưa mua con game quá 14 ngày. Thì chỉ cần đạt được hai yếu tố là em có thể refund thoải mái. Tất nhiên cái chính sách refund này anh em không thể lạm dụng được. Thì cái nếu như anh em lạm dụng refund quá nhiều nó sẽ phá chức năng đó luôn. Sau này tiền nó khi refund tiền nó không về thẻ mà nó sẽ về tài khoản trong này. Đó, nó sẽ về tài khoản gọi là cái ví wallet của anh em đó. Con game này thì nói chung là đồ họa được, thiết kế bộ thẻ bài cũng tầm tầm, tôi chưa có coi được nhiều cái thẻ rất là mạnh. Nhưng nếu anh em đi một cái đuôn mà như mấy thanh niên dưới nói là từ 45 phút 50 phút đến 1 tiếng á, thì lúc đó là phải biết về cái đuôn nó rất là rõ luôn. Như hồi nãy tôi chơi chọn là có đi cái đuôn mà vô cái khu tàn tích cổ á, thì tất nhiên nó còn mấy cái đuôn là thư viện đâu rồi mà ba cái pháo đài lửa đâu đó. Thì chắc đi hết mỗi vùng đất đó, mỗi lần thì mở một hai thẻ bài đó, lấy hơn tí tiền đi gấp đồ. Nhưng mà một cái đun gì gần cái tiếng đồng hồ chết là mất tất cả thì ngày cuối rất là mệt luôn. Nãy giờ tôi thấy khá là nhiều cái mà lời khen này nó chỉ là cái Steam Key thôi. Đây nè, đẹp với Steam Key nè, cái này cũng dữ luôn nè. Team Key ở đây nè, Team Key cũng đây luôn nè, Team Key cũng đây luôn nè, cũng là Team Key luôn nè. Thì mấy cái lời khen mà có cái Team Key này thì anh em nên bỏ qua luôn đi, tại vì cái này là cái dạng dev nó tự tạo ra cái key rồi nó gửi cho mấy cái người dùng đó để họ review cho sản phẩm của họ thôi, thường gì thì phải chat vô đây để người ta nhận thấy đó. Đây là sản phẩm được nhận miễn phí nè, phải chat vô đó để người khác biết. Thì những cái lời khen này nó sẽ không đánh giá vào cái mục đánh giá chung như này nha. Anh em kích hoạt bằng cái key đó thì nó không tính vào cái đánh giá tổng này. Bởi vì anh em nhìn ở dưới thấy có rất nhiều lời khen nhưng mà nó vẫn là miss ở đây. Theo tỷ lệ này là 67%, tức là 2 người khen 1 người chê. Rồi để tôi coi đọc thêm mấy cái lời chê nữa. Chứ cảm tình với con game này thì thấy cũng không tốt cho lắm. Thanh niên này chơi 11 giờ mà vẫn thấy khó hiểu cái UI của nó. Tôi cũng phải mò khá nhiều. Đây nó nè. Đó. Quãng trường dài để chạy khi chết thường ngục tối, thì cái này nãy tôi nhắc lần rồi. Là mới đầu tiên sống gì gặp một mục sư đến giữa, nó nghe ông lẩm nhẩm tí rồi tự mò đường ra cái đun. Cái độ mò đường đó mà ai mà không quen chơi mấy cái dòng game này chắc đi lạc luôn. Đó, tội nghiệp thanh niên đâu. Chết xong rồi cái bộ bài quá thiếu thốn, xong rồi không có đi đâu được. Vô hầm ngục không được vì cái bộ bài nó thiếu. Đó là cái hiệu ứng vòng lặp. Anh em không xét tới mấy cái trường hợp này khi làm game. Thanh niên này đã ghi phanh rồi. Và tôi cũng không muốn đánh giá tiêu cực trước khi ghi phanh đâu. Thì anh em đánh giá tiêu cực xong anh em ghi phanh thì nó vẫn không tính vô cái tổng hết chưa. Bởi vậy thì anh em mới thấy nó đánh giá đỏ cho nhưng mà họ refund rồi thì nó vẫn không tính vô cái đó. Đây cũng là một cái debut cái đánh giá rồi. Thì nãy chắc tôi nghĩ là tôi nên chơi tay cầm thì tốt hơn.
khá nhiều lỗi boot luôn rồi. Như nãy tôi hiện cái thẻ bên đây là không có tắt được, mặc dù bấm xuống cái bài bên đây rất là nhiều, nó chỉ nhấp nhấp vô cái ổ khóa, là nhấp vô bài nó chỉ hiện ổ khóa cho anh thôi. Thì cạc thì có rất là nhiều cạc mạnh, một rất là nhiều cạc yếu. Như nãy là tôi farm cạc khá bậy bạ nên không đi được. Thì chủ yếu là boost thiết kế UI khó hiểu, còn gameplay thì tôi thấy vẫn tầm tạm, vẫn chấp nhận thôi, trừ cái vụ mà chết xong đi ra quá xa. Mình cái thứ nhất, cái thứ hai là UX UI khó hiểu, rất là khó hiểu luôn, hướng dẫn không cụ thể rõ ràng. Cái thứ ba là một cái đun nó kéo dài quá lâu rồi, gần 1 tiếng đồng hồ mà không được phạm sai sót, nếu phạm sai sót thì mất trắng tất cả. Nên con game này anh em chơi chắc tôi nghĩ là cũng phải cả ngàn giờ chơi đó. Tại vì đi một cái đun hồi nãy là đi cũng 2 lần 3 lần rồi, cũng 2 lần rồi mà chưa có mở phá được cái gì luôn. Rồi thì tôi còn một con game nữa, ngày mai tôi sẽ chơi vì quanh con này chắc tôi sẽ mua tới con đó, để tôi mở cái này lên coi nó có nằm đây không. Game này đúng mới ra mắt khá là ngộ nghĩnh mà. Không phải game này, nó mới ra mắt mà đâu có tiêu nữa, không lẽ nó không được lên đây luôn. Để tôi coi lại. Đùa về 1 tuần trước được không ta? Đây, tôi về 1 tuần trước. Tuần 17. Ngày 28, tuần 16. Nhỏ hơn 100 follow. Ủa hay là game chưa ra? Tôi nhớ nó là cái last card, những cái trường hợp cuối cùng vậy, để tôi đọc cái đó. Đây 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 đây. Thì con game này đã ra mắt rồi mà. Ngày 27 là đúng ngày hôm qua luôn. Rồi sao tôi tìm thấy là 100 năm mấy người chơi là cũng khá là hay đó. Thì chắc tôi vì fan con game nãy tôi sẽ chuyển qua game này, mix xịt nó lại. Số kỳ giấy vẫn là 60 mấy% luôn. Đáng buồn nha. Tháng này tôi chơi con nào là mix xịt luôn đó à. Những con tôi kỳ vọng thì nó đều mít xịt hết. Rồi phần dần tiếp, nếu như refund thì chắc mua lại con này thì không refund được nữa đâu. Thì vẫn là cái control kia tệ hại thôi, mà cũng không đổi được nút luôn. Âm thanh thì cũng không được đầu tư đó, nó lạc lõng và nghe là không có đúng hướng nữa. Sao dạo này cứ follow con game nào là mấy con đó refund hết nè. Nè, chìa phá khen nè, chìa phá khen nè, chìa phá khen nè, ở trên đây cũng chìa phá khen đó nè, thanh niên này chìa phá mà còn chơi nữa. Thường mấy cái phá này là không tính vào đánh giá chung đâu, ví dụ như lấy con game mà Dead Game này đó, cái này là không tính nè, cái này cũng không tính luôn à, hai cái này cũng không tính luôn nè. Thì mấy cái key này tôi phát thì lâu lâu GA anh em vô nhận được đánh giá thôi, lưu bị nè, này cũng không luôn. Rồi thì định ngày mai mua con game này chơi mà thấy như gì tôi cũng hoài nghi lắm, nên chắc sẽ suy nghĩ sau, ngày mai có thể chơi game này hoặc là tìm game mới. Thì con game kia tôi mới chơi có khoảng tiếng mấy à, thấy nó không được như mong đợi nên chắc kỳ phanh thôi, tại vì hơn 300k cho một con game, nó không phải còn giá rẻ mà. Nó 321.000 chứ không có rẻ đâu.
Con này nửa giá thì tôi còn phân vân. Nếu giá nó chia đôi ra thì tôi còn phân vân có thể giữ lại. Lâu lâu mở chơi cũng được. Nhưng mà yếu tố cày cuốc nó quá nặng đi. Cái hai là tư duy thiết kế của dev nó cũng khá là lạc lõng nữa. Nên chắc sẽ chờ 6.000 của luôn mà lại là mid trăm 7%. Rồi, ok, hello anh em. Cái khu vườn này nó thấy quen quen nha. Hình như là trong cái game mà Final Fantasy 7 Remake. Cái đoạn này là lúc Cloud đưa Aegis về nhà. Xong rồi buổi tối Aegis trốn ra với Cloud đi đâu qua đây hẹn hò gì. Thả thính. Nhớ mang máng vậy chứ không biết phải không. Tại vì con game đó tôi chơi lâu lắm rồi. Cái bản Remake thì tôi cũng không để ý nữa. Có để ý nhưng mà khúc này như là kiếp cốt truyện đó. Hai đứa ra đây nha. Ngồi tâm sự gì với nhau. Thì đây là cái ảnh động khá là đẹp. Tôi cũng không biết là lấy nó khi nào nữa. Giờ nhìn đẹp thiệt. Mấy hiệu ứng ánh sáng này nó chớp chớp tí nữa thì đẹp hơn. Như mấy con đom đóm bay bay có thấy nước chảy chảy. Ngồi ngắm chút về tắt.